Xin chào các bạn, bên cạnh đây là mẫu máy chiếu đến từ nhà Jimogo có tên model là N1S. Để sở hữu em máy chiếu mini này, chúng ta cần bỏ ra đâu đó khoảng 20 triệu đồng ở thời điểm hiện tại. Nhiều bạn hỏi mình thì với phân khúc giá khoảng 20 triệu đồng thì có được coi là dòng máy chiếu mini cao cấp hay chưa? Thì theo cá nhân mình đánh giá cũng như là mình tìm hiểu thêm thì có rất nhiều các dòng máy chiếu ở phân khúc cao hơn nữa. Thì đây được coi là một trong những dòng máy chiếu ở phân khúc tầm trung thôi các bạn nhé. Tuy nhiên khi các bạn so sánh với những cái dòng máy chiếu được bán tràn lan trên thị trường, không rõ nguồn gốc thương hiệu, chất lượng thì rất là kém. Ở phân khúc đâu đó chỉ có 2-3 triệu thôi. Ở trên các trang mạng như Shopee, Radar hay là TikTok ấy, thì với cái tầm giá khoảng 20 triệu này, các bạn có thể nói là một trong những dòng sản phẩm cao cấp chất lượng rồi. Đó. Còn để bỏ ra 20 triệu, chúng ta sẽ nhận lại được những gì? Thì trong clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp sản phẩm, tìm hiểu về thiết kế cũng như là test trực tiếp sản phẩm này nhá. Và chúng ta bắt đầu thôi nào. Và vừa xong, để tiết kiệm thời gian thì mình đã mở hộp cái bộ sản phẩm N1S này ra rồi các bạn nhé. Chúng ta sẽ có một cái vỏ hộp rất là chắc chắn để các bạn có thể thuận tiện di chuyển ở đây. Vỏ hộp chống sốc nhé, có logo của Jimogo. Nói đến Jimogo thì chắc nhiều bạn cũng chưa thể biết hết về cái thương hiệu này. Đây là một thương hiệu chuyên sản xuất về máy chiếu mini chất lượng cao các bạn nhé. Hãng được thành lập từ những năm 2011 rồi. Có rất nhiều các cái mẫu máy chiếu chất lượng cao mà được khách hàng ưa chuộng. Ví dụ như các dòng như M6 này, N7, Z7 hay là E8 trước đây. Tính ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ có các cái mẫu máy chiếu như P5 này, N1S này, N1S Pro này và N1S Ultra này, là những cái phiên bản đang được hãng sản xuất và bán ra thị trường nhé. Quay lại với chiếc N1S này thì chúng ta khi mở hộp ra, chúng ta sẽ nhận được các cái phần phụ kiện như sau. Đó là một bộ adapter nguồn nhé, để cung cấp cho chiếc máy chiếu này. Ở chiếc máy chiếu ta cắm nguồn điện trực tiếp nhé, để các bạn đỡ phải hỏi là có dùng pin hay không. Đó, đấy là cái thông tin được gửi đến các bạn. Tiếp theo đó chính là một quyển sách hướng dẫn bằng tiếng Anh. Trong này có ghi rất là chi tiết về các cái phím chức năng cũng như là các cái phần hiệu chỉnh ở trên chiếc máy chiếu này, các bạn có thể tìm đọc thêm. Và một chiếc điều khiển từ xa, những điều khiển rất là nhỏ gọn và có tính năng ra lệnh bằng giọng nói khi chúng ta search, ví dụ như trên YouTube tìm kiếm nhé, rất là tiện lợi, giống như một điều khiển Smart TV. Và cuối cùng đó chính là một chiếc máy chiếu với hình dạng rất là độc đáo, đúng không các bạn? Đó, đây chính là chiếc Jimogo N1S. Điểm đầu tiên mình cảm nhận đó chính là về phần thiết kế của chiếc máy chiếu này, độc lạ, nhỏ gọn và linh hoạt. Về phần kích thước thì các bạn có thể thấy về kích thước cụ thể, chúng ta sẽ có cái chiều cao là 19 cm, cái chiều rộng này là khoảng 18 cm và chiều sâu là 16,5 cm, cộng với cái trọng lượng có đâu đó có khoảng 2 kg thôi. Điều này rất là thuận tiện để các bạn có thể di chuyển từ phòng này sang phòng khác, hoặc là đem theo mình theo những chuyến du lịch hoặc là đi công tác xa nhà nhé. Đấy, hãng cũng rất là trau chuốt là thiết kế thêm cho chúng ta cái hộp chống sốc này rất là chắc chắn để chúng ta có thể cầm theo một cách an toàn và tiện lợi. Đó là về thiết kế. Với màu sơn là xám và ngà ánh bạc một chút, cũng rất là đẹp và thời trang. Tiếp đó là về phần cấu hình của máy. Với cái máy chiếu này thì theo mình tìm hiểu thì hãng đã trang bị cho chiếc máy chiếu này độ phân giải là 1080, độ phân giải thực. Tại sao là mình phải nói đến độ phân giải thực? Tại vì có nhiều cái mẫu máy chiếu giá rẻ, độ phân giải thực chỉ có là HD thôi, nhưng mà có cái độ phân giải hỗ trợ lên đến 4K, nên là nhiều bạn cứ lầm tưởng là máy đấy chạy được hình ảnh 4K, nhưng thực tế là không phải các bạn nhé. Đó là chỉ chạy được những file 4K trên nền là Full HD hoặc là HD thôi. Thì máy này của chúng ta là có độ phân giải thực là Full HD, là một chỗ phân giải là tương đối là cao ở thời điểm hiện tại rồi. Đó. Tiếp đến là cái độ sáng của chiếc máy chiếu này. N1S là một dòng máy chiếu mini nhưng mà có độ sáng đâu đó là 900 ansilumen. Theo mình, với một máy chiếu mini nhỏ gọn như này mà có được cái độ sáng khoảng 900 ansilumen cũng rất là tuyệt vời rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể chiếu trong những cái môi trường có ánh sáng yếu. Và tất nhiên là nếu mà chúng ta sử dụng thì nên tắt hoàn toàn bóng đi, sẽ cho một cái chất lượng trải nghiệm thật sự là tuyệt vời. Tiếp đó là cái máy chiếu này có trang bị loa phía trong này, có công suất là 10W. Vậy nên là khi chúng ta sử dụng ấy, chúng ta có thể sử dụng trực tiếp với chiếc loa của máy chiếu này, cũng cho cái phần trải nghiệm cũng hết sức là thú vị. Tuy nhiên đối với các bạn muốn sử dụng âm thanh nó lớn hơn thì chúng ta có thể sử dụng gắn với các hệ thống loa ngoài như loa Shure 3 hay loa Bluetooth, thậm chí là những cái dàn loa 5.1 hoặc 7.1 nhé.
các cổng kết nối thì có đầy đủ. Chúng ta có thể kết nối qua cổng cắm jack 3.5 ở phía sau, hoặc là cổng cắm ở đây có ghi cổng HDMI ARC, một trong những cổng truyền tải âm thanh rất là tốt ở thời điểm hiện tại. Về cái độ ồn chúng ta rất quan tâm nhé, tại vì cái độ ồn này với máy chiếu chúng ta thường thường sẽ sử dụng ở cạnh chúng ta. Độ ồn của máy chiếu này ở khoảng 26 dB. Vậy là khi chúng ta ngồi cạnh hay chúng ta thưởng thức những đoạn phim và hoặc là ca nhạc ấy, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Thậm chí là mình có thể ghé sát tai và mình nghe thấy cái tiếng ồn của tiếng quạt nhé các bạn nhé. Còn với những cái dòng máy chiếu mà mình đồng video mình nói ấy, là máy chiếu giá rẻ ấy, thì cái độ ồn quạt nó rất là lớn. Mình đứng cách xa 2-3 mét nghe thấy tiếng quạt từng kêu rất là to, rất là ảnh hưởng đến cái thời gian trải nghiệm của chúng ta. Tiếp đó là về cái công nghệ bóng chiếu này. Thì đây là một công nghệ bóng chiếu tiên tiến được tích hợp trên N1S, đó là công nghệ laser. Cái công nghệ bóng laser thì cho độ bền màu, độ bền của bóng chiếu cũng rất là lớn. Hãng không công bố thời gian tuổi thọ bóng đèn cho chiếc máy chiếu này, nhưng mà theo mình tìm hiểu, tất cả các dòng máy chiếu sử dụng bóng laser ấy sẽ có tuổi thọ bóng đèn đâu đó khoảng 20.000 giờ các bạn nhé. Một tuổi thọ rất là dài, chúng ta thoải mái sử dụng mà không lo đến vấn đề phải thay bóng đèn. Tiếp đến là cái phần sử dụng. Sử dụng thì theo mình thấy chiếc máy chiếu này sử dụng hoàn toàn rất là dễ dàng thôi. Việc chúng ta là gần như là cắm điện để chiếc máy chiếu này hoạt động. Các bạn lưu ý nhé, cắm điện nó sẽ nằm ở phía hông này. Đấy. Lúc đầu mình mở ra cũng loay hoay một chút thì mới tìm được cái chỗ cắm điện cũng như là phần công tắc ở phía trên này. Nó vừa là đèn vừa là cái phần công tắc nhé, các bạn lưu ý nhé. Chúng ta có thể bật tắt từ xa qua điều khiển trực tiếp được nhé. Chúng ta có thể chiếu trực tiếp lên các bức tường màu trắng mịn là cũng đã hoạt động được rồi. Còn ngoài ra nếu không thì chúng ta sử dụng trên màn chiếu thì tối ưu hơn. Chúng ta có thể chiếu lên tường này, có thể chiếu lên trần nhà bằng cách là xoay cái chiếc máy chiếu ở đây, rất là tối ưu. Chiếc máy chiếu chúng ta có thể tự động lấy nét nhé, có chức năng tự động lấy nét, tự động căn chỉnh theo hình vuông, tức là căn chỉnh hình ảnh khi chúng ta chỉnh chiếu. Đó. Có một điểm mình rất thích trên chiếc máy chiếu này, đó chính là được tích hợp Android TV. Chúng ta sử dụng giống y như một chiếc Smart TV ở nhà chúng ta, rất là đơn giản thôi. Hai, đó chính là được tích hợp một cái ứng dụng Netflix, Netflix cái bản quyền gốc nhé các bạn nhé. Điều này chúng ta sẽ giúp chúng ta là thưởng thức trọn vẹn những cái bộ phim, những cái chất lượng âm thanh tốt nhất từ nhà phát thành đó, chứ không phải là có nhiều chiếc máy chiếu là sử dụng Netflix phiên bản giới hạn, các bạn phiên bản bị hạn chế, nên là nhiều khi hình ảnh sẽ bị hạn chế đi nhiều, hoặc chất lượng âm thanh cũng vậy đó. Đấy là hai cái ứng dụng về Google TV là một, hai là cái Netflix có bản quyền tích hợp trên máy chiếu này. Đấy là hai cái phần mà chúng ta có thể đủ chúng ta có thể giải trí với bất cứ một cái nội dung gì, nghe nhạc, xem phim đều có thể đáp ứng tốt nhé các bạn nhé. Ok, đó là cái phần nội dung mình gửi đến cho các bạn để các bạn có thể tìm hiểu về chiếc máy chiếu này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test trải nghiệm thực tế hình ảnh của chiếc máy chiếu này thông qua trên màn chiếu 120 ở phòng demo của HD Radio nhé. Xin mời các bạn. Ok các bạn, và đây chúng ta đang ở phòng demo của HD Radio nhé. Phòng demo phim thì chúng ta đang sử dụng với cái màn 120. Hôm nay mình sẽ test cùng bạn chiếc máy chiếu N1S của Zimago này trên cái màn 120. Và khoảng cách của mình vừa tính thử thì sẽ được là khoảng 3m2. Nếu các bạn muốn để máy xa hơn cũng được nhé. Thì chúng ta sẽ dùng tính năng zoom lại hình ảnh ở trong phần cài đặt của chiếc máy chiếu này để chúng ta zoom hình ảnh vào cái khung hình mà chúng ta mong muốn. Ngoài cái phần lấy nét auto ra, chúng ta có thể lấy nét theo dạng thủ công nhé, hoặc là chỉnh hình ảnh hình thang, hình vuông theo thủ công đều được nha các bạn nhé. Ok, còn một cái tính năng nữa cũng rất là thú vị mà mình quên không nhắc tới khi nãy, đó chính là chiếc máy chiếu chúng ta sẽ có chức năng bảo vệ mắt. Khi có vật cản đi qua trước máy chiếu này thì chiếc máy chiếu chúng ta sẽ tự động tắt bóng đi, và sau khoảng 5 giây nếu mà không có vật cản nữa thì chiếc máy chiếu ta sẽ tự động phát lại hình ảnh đó. Một tính năng rất là an toàn dành cho nhà có trẻ nhỏ, hoặc là vô tình chúng ta đi qua mà nhìn vào cái ống kính này sẽ gây hại cho mắt, thì đây là tính năng cũng rất là hợp lý và an toàn bảo vệ cho chúng ta nhé. Chiếc máy chiếu này đang được demo tại các cơ sở của HD Radio. Nếu các bạn quan tâm hãy gọi điện tới hotline 1800 0042 để các bạn tổng tài viên tư vấn cũng như báo giá tốt nhất nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thước phim demo để cảm nhận được chất lượng hình ảnh của chiếc máy chiếu này. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Chào.
6, we are moving. 4 Alpha, repeat 4 Alpha, window seat is teams on all sides. Copy that. Steady. You all right over there? I do love capping me some bad guys. Wait. Civilian in play, I repeat, civilian in play. Confirmed. Clear. Go to green. Are we shipping to the same place? Yes, sir. All right. That was your best ever. I was impressed. Where'd I hit him? Neck. On a moving train. Took a video? Yeah, I took video, man. Me and everybody else, look. Delete it. Henry, come on, listen. 4 shooters whiffed on this guy before he got the call. All right, 4. All them studs. You ring them up. It was beautiful. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.